Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một mẫu xe được rất nhiều các bác săn đón, mang thương hiệu Sava của Đức nhé, carbon, full carbon. Vâng, bây giờ em xin đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, xe có tông màu rất là nổi bật, tông chủ đạo màu đen, điểm nhấn màu đỏ đi trên khung xe các bác nhé, rất là khỏe xe. Đây các bác nhìn rõ này, em quay tổng thể chiếc xe cho các bác nhìn đây, nhìn rất trường xe. Xe này là dùng cộng leo núi nhá, tay ngang, lốp to. Vâng, các bác nhìn rõ này, em đi chi tiết tổng thể xe cho các bác nhìn, xe rất còn đẹp nhá, màu đen lì, màu đen này là đen khỏe nhá, dòng địa hình màu đen này là rất đẹp. Vâng, xe gần như là mới hoàn toàn tuyệt đối, không có một vết xước gì cả. Mẫu model của xe là SV550 carbon Sava. Đây là Sava InDesign, thiết kế của Sava. Xe em mới về đâm ma là những cái vết bụi vẫn còn trên thành xe, em chưa thể lau chùi được. Đây em phủ đi cái hết này, các bác nhìn rõ ấy. Bên dưới này có chỗ để chống va đập xích cho bác nhé. Cái lớp này là lớp chống va đập của xích này. Không, bên trong không bị xước sát gì cả. Đây có thể bóc cho bác xem. Đây. Đấy. Xe về đâm em chưa bóc ra, để nguyên. Nhưng mà các bác nào có thể dán lấy vào để chống va đập xước xe ở bên dưới này nữa. Cái mẫu Sava là gì không còn xa lạ gì các bác rồi. Đây, MTB Sava. Giá bình nước theo xe các bác này. Bên dưới là có mã số model của xe SV550. Khung là carbon này. Cổ phốt của Sava này. Cũng là của Sava chính hãng luôn, đi theo xe. Đây lắm chính hãng luôn nhá. Đây lắm gai các bác nhé. Cầm rất là êm. Đây có những gai cầm này rất êm, chắc tay nó lồi lên. Các bác đi không mở sợ đau tay. Phanh dầu Shimano. Cũng còn rất là mới nhá. Xe này là rất ít sử dụng. Đây là sóc của xe này các bác. Sóc của Sava luôn này. Nguyên bản của xe. Đây là lúc điều chỉnh sóc này các bác này. Đóng mở. Đóng mở sóc lên. Các bác đi đường trường, đường đua thì đường đèo thì bác cũng phải mở sóc ra.
Mayer trước của Sava nhé, nguyên bản trong xe nhé, màu đỏ rất là nổi bật. Vành này, con Lê cũng theo xe luôn này, Sava này. Lốp về lốp chuyên địa hình nhé, MTB này. Lốp là lốp 26 nhân 1,95. Lốp nhiều gai. Rất hợp hợp các bác đi địa hình leo núi, rất là bám đường nhé. Những cái gai nhỏ nhỏ này là giúp ma sát bám đường tốt hơn. Lốp vẫn còn mới các bác nhìn này. Vẫn còn nguyên này, những cái gai lốp vẫn còn loài, vẫn còn hở lên trên đây. Lốp cũng nguyên bản luôn của xe luôn. Đùi đĩa trục rỗng cũng của Sava nhá các nhá. Đùi đĩa nhôm trục rỗng. Sava design high power, cấu hình rất khỏe. Cái cài yên này cũng của Sava đi trong xe luôn các bác này, cốt yên của Sava. Yên xe cũng của Sava này. Vâng, em vừa đánh giá chi tiết trước xe hiệu Sava của Đức Carbon model mã số SV550. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943. Xe bên em có giá là 7,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi và đăng ký kênh để xe em bên cập nhật thường xuyên theo dõi kênh bên em. Vâng. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào chương trình ngày mai.